Hello, Dung xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Dung rất là vui vì hôm nay Dung nhận được tiền YouTube lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên Dung nhận tiền YouTube. 4 tháng qua thì Dung đã được bật kiếm tiền rồi, nhưng mà vì một số thông tin khai thuế Dung không có rành á, cho nên Dung mới là hoàn tất xong cái thủ tục khai thuế và YouTube đã trả tiền ra cho Dung rồi. Thì nhân dịp hôm nay nhận được tiền YouTube lần đầu tiên thì Dung dẫn con gái đi đi chợ Nhật mua một số đồ ăn để ăn mừng nhân kỷ niệm lần đầu tiên được lãnh tiền YouTube. Thì cũng qua đó Dung cũng xin cảm ơn thời gian qua cô chú anh chị đã đăng ký ủng hộ cho kênh của Dung, cho nên Dung mới có được ngày hôm nay. Dung xin cảm ơn tất cả về những gì mà quý khán giả đã dành cho Dung. Thì tiền YouTube á, thì nó đối với Dung nó rất là lớn, mà đối với người khác á, đối với những cái kênh lớn khác thì nó không đáng là bao nhiêu hết, nhưng mà đối với Dung á, là hiện tại giờ Dung rất là hạnh phúc và vui. Cái chợ Nhật này á, thì lâu rồi Dung không có đi chợ Nhật này, tính ra cũng 3 năm rồi, cho nên nhân dịp hôm nay á, nhận lương của YouTube đầu tiên thì Dung dẫn con gái đi chợ. Con chào khán giả. Bé lớn lên là nhút nhát, hiện tại giờ trời ngoài rất là lạnh luôn á, 10 độ, cho nên tay chân của Dung cống hết trơn rồi. Bây giờ hai mẹ con Dung sẽ đi vô chợ và mua một số đồ. Thì các bạn theo chân hai mẹ con Dung ha. Khu này là giới trẻ rất là thích luôn. Những cái tặng phẩm. Dễ thương không? So cute hả? Con này con gấu à. Con gấu. Khu này là những tặng phẩm và mỹ phẩm. Rất là nhiều. Con mua gì con? Đồ học hả? Son này ở Việt Nam á, là từ cái thời xưa rồi. Em dâu của Dung nó cũng có xài cái này nữa. Cái này là son không có trôi, gọi là son gió đó. Để Dung mua cái này. Son tiếng gì để nó rớt. 今新しいテレビCMの撮影をしています。皆さんおはようございます。シットリリッツの時間のスケジュール表示。CMの見どころは4時半重ねる CM です。出勤する場合は4時半。もう、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 も
Mấy cái nồi cơm điện kiểu lạ quá ha, kiểu thấy lạ. Mấy cái này là từ ở Việt Nam mà có rồi. Mấy cái này là cái gì không?
chợ Nhật với lại chợ Hàn Quốc đó, rất là sạch sẽ.
Của Dung lạnh, nó chạy vô xe ngồi trước rồi. Phải nói là rất là cống và lạnh luôn. Nói là ra hơi, ra khói luôn á. Hai mẹ con Dung đã đi chợ và mua được một số đồ. Thì con gái của Dung thích cái gì thì Dung chiều cái đó. Qua đây một lần nữa, Dung cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị thời gian qua đã đăng ký và luôn đồng hành cái kênh của Dung. Và Dung xin cảm ơn mọi người. Không biết nói gì hơn, Dung xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nhiều lắm. Và sắp tới và trong tương lai, Dung cũng mong rằng mọi người cũng luôn đồng hành với cái kênh YouTube của Dung và luôn ủng hộ cái kênh của Dung nha. Dung xin bye bye và hẹn gặp lại những video sau nha.